Giám đốc Duy Nguyễn gửi thông điệp cho nhân viên BBT xuân 2021. Năm 2020, một năm cả thế giới gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19, công ty BBT cũng trải qua không ít thăng trầm, trong đó phải kể đến như khai trương Thoi Dream quận 9, phát triển gần 50 nhà phân phối khắp cả nước hay phải đóng cửa cơ sở kinh doanh theo chỉ thị 16 của chính phủ. Cùng với lời cảm ơn toàn bộ đội ngũ nhân viên, Duy Nguyễn nhận trách nhiệm về mình và gửi thông điệp mạnh mẽ, đầy hứa hẹn trong năm 2021. Trong thư, CEO BBT viết: "Kính gửi toàn bộ nhân viên dưới mái nhà chung BBT, năm 2020 đẩy nhiều doanh nghiệp vào cảnh suy thoái, vỡ nợ, phá sản hoặc chí ít là thu nhỏ quy mô hoạt động để chờ sự phục hồi của nền kinh tế chung. Thế nhưng, với sự đoàn kết và đồng lòng từ ban quản lý đến nhân viên của tất cả các bộ phận mà công ty chúng ta căn bản đã vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid tính đến thời điểm này, khi mà quy mô nhân sự vẫn được đảm bảo, thậm chí còn tăng so với năm 2019. Đó là điều may mắn mà tôi cũng như công ty BBT được làm việc với những cộng sự tuyệt vời như các bạn. Có thể năm nay sẽ không được vui cho tất cả mọi người khi mà gần Tết vẫn phải lo lắng về tình hình đại dịch đang diễn biến phức tạp trên quê hương. Chúng ta thiếu đi những cơ hội họp mặt tất niên, những chuyến team building để nhân viên các bộ phận gắn kết tình cảm và hiểu về nhau hơn. Tôi kính mong các bạn thông cảm và đồng hành cùng với doanh nghiệp, nhà nước trong giai đoạn khó khăn này. Tháng lương thứ 13, dù khó khăn nhưng vẫn cố gắng đảm bảo cho mọi người có một mùa xuân trọn vẹn bên người thân và gia đình. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của mọi người trong suốt một năm lao động vừa qua. Trong lúc làm việc, có điều chi chưa thỏa đáng giữa các bộ phận, giữa những con người với nhau là chuyện bình thường của một doanh nghiệp. Trên cương vị người đứng đầu, tôi xin nhận trách nhiệm về quản lý. Mong các bạn bỏ qua những điều phiền muộn về tôi, cũng như các bạn hãy tha thứ cho nhau trong tình yêu thương giữa các đồng nghiệp vì một mục tiêu chung là BBT ổn định, đoàn kết và phát triển. Trong năm vừa qua, chúng ta cùng nhau đón tiệc tân gia và khai trương Thoi Dream quận 9 thật là hoành tráng. Và đầu năm 2021, tiếp tục hoành tráng hơn với Thoi Dream quận 7 đang dần hoàn thiện. Triết lý của BBT là một công ty hiện đại, thế nên chúng ta có thể tất niên trên chính những sự kiện lớn của chính mình. BBT như một đứa trẻ đang trưởng thành, do đó ngày một cố gắng và hoàn thiện hơn về cơ chế quản lý điều hành, quy trình vận hành công việc để có thể trở thành một miền đất hứa, một môi trường làm việc lý tưởng cho tất cả mọi người. Đó là điều mà tôi luôn trăn trở khi mà sự kiện quan trọng 10 năm BBT sắp đến gần. Tôi mong các nhân sự quản lý mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để cùng tôi chinh phục mục tiêu này. Cuối cùng là lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn và gia đình có được mùa xuân an lành, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Năm 2021, chúng ta sẽ quay lại và mạnh mẽ hơn, cùng viết lên câu chuyện thành công bứt phá trên thị trường gym và supplement. Hết trích dẫn. Có thể nói năm 2020 qua đi, Việt Nam là điểm sáng trên bản đồ thế giới và toàn thể công ty BBT cũng đã cố gắng hết mình để đạt được những thành tựu xứng đáng như ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng tiếp tục phát huy vì chúng ta là người yêu gym, là những người yêu nước và hơn hết để xứng đáng với con người Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Xin chúc các bạn cùng gia đình sức khỏe, bình an. Chúc cho Việt Nam và toàn thế giới sẽ nhanh chiến thắng đại dịch Covid-19. Chúc mọi người đón năm mới an khang, thịnh vượng và chúng tôi luôn đồng hành cùng các bạn. BBT nâng tầm con người Việt Nam.